Hello, xin chào tất cả các anh chị. Vậy là tin rất là vui là từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, lương sẽ được tăng cho nhiều cán bộ, nhiều ngành nghề là ít nhất là 20%. Như vậy một cái lượng tiền khủng khiếp sẽ được diễn ra trong dân, trong những người công chức, viên chức. Một cái tin rất là vui, vui cho những người bố, người mẹ, những anh chị đã vất vả cống hiến để chúng ta có được ngày hôm nay. Thì cái sự vất vả như bác sĩ, như là cô giáo, như là các ngành nghề đều được tăng lương, đó có lẽ là đình thấy tuyệt vời nhất trong các cái chính sách hiện nay anh chị. Cái chính sách đó nó sẽ mang đến cho mình những cái cơ hội cho những thay đổi trong những cái đất nước, trong việc là người cầm cùi làm vất vả cống hiến đó. Thì vậy thì năm cái tài sản nào sẽ tăng giá khi lương nó sẽ tăng? Cái điều đầu tiên nhiều anh chị nghĩ rằng cái việc vàng hiện nay nó đang xuống giá, như vậy thì nó sẽ không tăng giá nữa không? Vàng khi nó cân với cái giá của nhà nước rồi thì nó sẽ tăng lên, bởi vì cái bất ổn chính trị hiện nay nó đang diễn ra phức tạp trên nhiều nước khác nhau, thì vàng vẫn là một trong những cái kênh đầu tư tốt. Nếu anh chị mà đã nghe cái chia sẻ của Đình trong cái việc mà chúng ta thấy cái vàng nhận, đúng không? Nếu chúng ta mua thì thời điểm vừa rồi nó không tăng cao nhưng nó không xuống bao nhiêu. Nếu mua từ cái 66 thì hiện nay nó vẫn đang rất là lời. Như vậy nếu chúng ta tham gia vào những cái trò chơi của những nhà đầu tư mạo hiểm ngắn hạn thì luôn luôn sẽ bất an, hoặc thậm chí sẽ lên xuống đau khổ trong cái đầu tư đó. Nhưng nếu chúng mình rõ ràng vào mục đích thì Đình biết chia sẻ khi lương tăng thì vàng tại sao lại như vậy. Bởi vì khi lương tăng, thông thường người công nhân viên chức 3 tháng 4 tháng thì họ mới mua được một chỉ vàng, thì hiện nay có thể 2 tháng người ta mua được một chỉ vàng, bởi vì mọi tiêu dùng vẫn giống nhau. Thì cái việc chỉ vàng nó có thể mua được thì đấy là một cái cách mà sau này người dân thì tích góp lên nữa trong cái việc đó. Và khi lương được tăng lên cho một hệ thống trong tất cả nhà nước chúng ta thì đó là một cái điều sẽ mang đến một cái nguồn tiền khổng lồ đi vào ngách ngõi ở các địa phương, các dân, thì vàng sẽ là một kênh. Cái kênh thứ hai đó là thực phẩm, nó sẽ tăng cái gì nhé. Những cổ phiếu thực phẩm hoặc rau củ quả sẽ tăng. Nếu như chúng ta đang có đất nông nghiệp thì chúng ta trồng trọt về rau củ quả. Nếu chúng ta đang có thì có thể chúng ta trồng hoa. Bởi vì trước đây khi thu nhập của những người dân thấp thì có thể vào cuối tuần hàng lễ chưa chắc đã dám mua hoa về để tặng vợ, tặng người yêu, tặng chồng, hoặc thậm chí là để thắp hương cho những thời điểm rằm mùng 1. Thì hiện nay đó là cái thấy là vậy là bây giờ giữ ra một tí thì tiêu pha nhiều hơn, hoặc là các nhà hàng cái kinh doanh ăn uống nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tăng lên. Thì nếu chúng ta đón đầu về những cái bất động sản có thể tạo ra được những cái thực phẩm, những cái lương thực, những cái tài sản trong cái việc mà khi lương tăng thì những cái đất đó sẽ có trồng trọt và được đưa về cung cấp cho những người dân ở tại tỉnh thành mà có nhu cầu lớn, như các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, như thành phố Hà Nội, thì từ trước đến nay có thể là tiêu thụ ít thì bây giờ có nhu cầu trong cái việc lương tăng thì sẽ tăng thêm. Cái thứ ba, tài sản thứ ba đấy là những cái bất động sản ở từng địa phương. Trong thời gian vừa rồi tất nhiên là nó tăng rất là nhiều rồi, nhưng hiện nay nó vẫn về những cái giá trị thực rồi thì có thể nó phải tăng, bởi cái việc đồng lương trước đây là bộ năm mới có thể trích được 300-400 triệu, nhưng mà hiện nay có thể 2 năm là trích được rồi, thì người ta sẽ nhìn thấy được cái cơ hội. Lúc đó thì đất ở tại địa phương mà các người dân sinh sống mà có nhu cầu thực nhanh, thì phải nhớ là phải có nhu cầu thực, thì người ta sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu để mua một lô đất. Thì những cái đất đó nó sẽ mang đến được cái nhu cầu tại địa phương, bởi vì đồng lương được tăng lên thì sự tích trữ về tài sản nó sẽ được nhiều lên. Và khi tích trữ về tài sản thì trong đấy không thể ngoài cái việc là vàng, bất động sản. Và trong đó từ xưa đến nay người Việt của chúng ta, người châu Á của chúng ta vẫn luôn luôn đó là ưu tiên về cái việc là tích tài sản cho con cái, thì trong đó có cái tích lớn nhất là bất động sản. Nên tại sao những người giàu họ luôn tích đồng sản càng nhiều? Đó là lý do mà cái việc là cái sự khan hiếm càng ngày và cái sự tăng giá ngoài tất cả các kênh, thì đến cuối cùng sau những cái chu kỳ lên xuống của bất động sản thì cái chu kỳ tăng giá nó vẫn là cái chu kỳ về bất động sản. Bởi vì cái bất động sản
nó luôn mang đến cho thế hệ sau này về cái tiền là trích tử mà người Việt chúng ta, điều đó là điều cực kỳ nhiều. Cái tài sản thứ tư đó là cái tài sản mà nó sẽ tăng giá khi lương tăng, đó là một số cổ phiếu mà liên quan đến việc bất động sản, liên quan đến thực phẩm, liên quan đến cái việc mà internet trong việc live stream hoặc kho bài. Bởi vì nhiều anh chị vẫn nghĩ rằng là cái việc hiện nay chúng ta là quên rằng là tiền nó sẽ về đâu khi lương nó bung ra. Cổ phiếu 5 triệu vẫn chơi được, 10 triệu vẫn chơi được, 30 triệu vẫn chơi được, nhưng bất động sản thì có thể phải trên hàng trăm triệu. Như vậy thường khi lúc mà tiền dư ra thì sẽ có những cái câu chuyện trong dân là anh A vừa được thắng cổ phiếu, anh B thì khi đấy sẽ có một cái trào lưu chơi cổ phiếu. Khi tiền dư ra thì người ta sẽ nghỉ một cái gì đấy để học, để đầu tư. Có thể lúc đấy chưa chắc đã thắng, nhưng những người có kinh nghiệm thì sẽ đón đầu cái đấy. Và lúc đó thì cái việc tiền nó sẽ đổ vào các cái kênh đầu tư. Khi dư tiền ra thì sẽ có kênh đầu tư trong cái việc mà bất động sản không đủ tiền nhưng cổ phiếu ít thì người ta sẽ thuê mua được. Tài sản thứ 5 khi lương được tăng đấy là du lịch. Hiện nay cái việc nhu cầu đi du lịch qua một cái thời điểm dịch thì ít đi, nhưng những cái bất động sản du lịch, khách sạn sẽ được tăng lên bởi cái việc nhu cầu tiền nông dân được nhiều đi thì sẵn sàng chi trả cho việc hưởng thụ bản thân sau những thời điểm vất vả trong việc những cái quỹ làm việc, những cái con số trong những cái công ty, trong những cái nhà nước thì có dịp nghỉ hè hoặc có những cái dịp được nghỉ của chính quyền, những cái cơ quan có dịp được nghỉ của những cơ quan thì hiện nay người ta sẵn sàng đi những cái tour để đến những khu vực check in, để những khu vực của thiên nhiên, để những khu vực của khách sạn, để những khu vực mới, để có những cái tham quan, để có những cái giải stress, để có những cái du lịch để hưởng về trong cái việc là trải nghiệm sau những thời kỳ làm vất vả thì quay lại trong cái việc là tiêu, hoặc là cơ quan nhà nước sẽ tạo điều kiện cho những cái tour đi đó, thì đó sẽ là một trong những cái xu hướng là bất động sản về du lịch. Chúng ta hãy đi trước đón đầu trong việc là vừa rồi luật đất đai được áp dụng, trong đó có một việc là bất động sản nông nghiệp được đa mục đích, trong đó là cái việc kinh doanh, trong việc homestay, trong việc nghỉ dưỡng, trong việc trồng nhiều cái dược liệu với nhau của những công ty, thì đó là một trong những cái nó mang đến cái sự bền vững đi với thiên nhiên, nó mang đến cái du lịch, nó không thay đổi được hiện trạng đất. Thì đó là nắm tài sản được tăng sau khi luật đất đai được áp dụng là một phần, nhưng cái bảng lương nó sẽ được áp dụng trong cái việc tăng lương từ ngày 1 tháng 7, thì nó sẽ mang đến một cách kinh khủng đối với việc nguồn tiền ở trong dân sẽ được đổ vào ở các ngõ ngách. Thì đó là những cái mình muốn chia sẻ khi chúng ta luật lương được thay đổi. Cảm ơn tất cả các anh chị.